Nàng có hay biết rằng ngày cha mẹ nàng biết chúng ta cảm bên nhau lâu rồi liệu có thứ tha. Không còn em là đời anh chẳng ý nghĩa gì, thế nên anh phải cố gắng bụng ba ngoài kia chục năm giờ cũng đã có như góp về quê cưới nàng. Hôm nay ăn chưa? Sao? Ăn rồi thì có hấp ăn chưa? Thôi ạ, nếu rồi thì đã nhớ ăn chưa? Ừ thì anh ước mơ về nàng người con gái đáng yêu ngỡ ngàng, nàng ta như lá ngóc cánh vàng cần nâng niu trước.